Xin chào mọi người. Theo quan niệm Kitô giáo, thiên thần là những thọ tạo do Thiên Chúa tạo ra để phục vụ cho công việc của Thiên Chúa. Vào thời Trung Cổ, đã có nhiều nhà thần học đã cố gắng phân loại ra các cấp bậc thiên thần trên thiên đàng. Và một tác giả vô danh sống ở thế kỷ thứ 6 đã dựa theo mô hình của tiến trình hướng đến sự toàn thiện, đã trình bày trong cuốn sách có tên The Quality Hierarchy, nghĩa là cấp bậc trên trời, chia các thiên thần ra thành 3 cấp và mỗi cấp gồm 3 đẳng, từ đó nhân ra thành 9 đẳng, quen gọi với cái tên là cử phẩm thiên thần, tương tự với các cấp bậc cử phẩm trong các triều đình phong kiến thời xưa. Theo Kinh Thánh, thiên thần thường xuất hiện với hình dạng tương tự loài người để phù hợp với sứ mệnh mà họ đang thực thi. Vì vậy, người ta cũng tự ghi nhận rằng thiên thần có hình dạng giống như con người. Tuy nhiên, đó chỉ là những thiên thần được ghi nhận do có sự tương tác với nhân loại. Ngoài ra, chủng loại và hình dáng, sức mạnh của thiên thần vốn rất phong phú và đa dạng. Và sau đây, mọi người hãy cùng với Top Nghe Nhìn tìm hiểu về hình dạng và sức mạnh của các thiên thần nha. Thứ nhất, đứng đầu trong các thiên thần là thiên thần tối cao, luyến thần Seraphim. Đây là thực thể quyền năng bậc nhất chỉ đứng sau Thiên Chúa. Họ đứng bên cạnh Thiên Chúa với vai trò là cố vấn, cai quản thiên giới và tất cả những thiên thần khác. Trong Kinh Thánh đã có một lần các Seraphim được nhắc tới, đó là trong sách của ngôn sứ Isaiah chương 6. Các bạn nên biết, luyến thần Seraphim không phải là tên của một cá nhân, mà là tên của một nhóm thiên thần. Khi kể lại việc được Chúa kêu gọi làm ngôn sứ, ông Isaiah thuật lại việc kiến thị trong đền thờ như sau: Thiên Chúa ngự trên tòa cao, với các Seraphim vây quanh, miệng không ngừng chúc tụng. Và một vị trong số họ đã mang một cục than đỏ đến thanh luyện đôi môi của ông Isaiah và để ông xứng đáng công bố lời Chúa. Về hình dạng, trong Kinh Thánh miêu tả Seraphim có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân và 2 cánh còn lại để bay. Trên mỗi cánh lại có rất nhiều mắt. Theo như một số sách thì có 4 Seraphim bay quanh Chúa Trời. 3 trong số họ có tên như sau: thứ nhất, Metron; thứ hai, Saraphir; thứ ba là Lucifer, một trong những thiên thần sa ngã mạnh nhất đến từ thiên thần tối cao. Nếu các bạn chưa biết Lucifer là ai thì hãy tìm hiểu trên kênh của mình với video Quỷ Satan là ai, có xứng đáng là vua quỷ mạnh nhất địa ngục hay không. Và thực thể còn lại không được nhắc đến tên trong các cuốn kinh sách. Các luyến thần Seraphim có cơ thể rực lửa khiến ánh sáng phát ra từ họ đến nỗi không một ai có thể nhìn được, thậm chí là các thiên thần khác. Thứ hai, Minh thần Cherubim, thiên thần hộ giá. Đây là những thiên thần cấp cao khác bên cạnh Seraphim. Nhiệm vụ của Cherubim là hộ giá Chúa và bảo vệ những gì quan trọng nhất của thiên đường. Được nhắc đến trong rất nhiều kinh sách khác nhau như sách Khải Huyền, sách Ezekiel, sách Các Vua quyển thứ nhất. Và trong sách Sáng Thế có đoạn ghi chép rằng Thiên Chúa trục xuất con người ra khỏi vườn Eden, và ở phía đông vườn Eden, Thiên Chúa đặt các thiên thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Đến khi vua Sa-ra-mông xây dựng đền thờ Jerusalem, ông đã tạc tượng hai thiên thần Cherubim bằng gỗ ô liu chạm vàng đứng bên cạnh hòm bia Thiên Chúa, phủ cánh rợp bóng hòm bia. Vì thế các minh thần Cherubim được gọi là các thiên thần hộ giá và luôn đứng đầu trong cụ phẩm thiên thần. Trong sách Ezekiel thì mô tả hình dạng của Cherubim cũng có 6 cánh, nhưng có đến 4 đầu, và mỗi đầu là một mặt. Bên phải là mặt sư tử, ở giữa là mặt người, bên trái là mặt con bò, còn lại là mặt con chim phượng hoàng. Chân là chân con bò con. Thứ ba, ngai thần Thoron và bệ thần Ophamin. Các thiên thần này cũng xuất hiện trong các kinh thánh như sách Khải Huyền, thư gửi các tín hữu Colosse,
và theo kiến thị của tiên tri Ezekiel, các bề thần được mô tả dưới hình dạng như những bánh xe có nhiều mắt trên vành bánh. Các thiên thần này biểu tượng cho công lý và uy quyền của Thiên Chúa. Ngai thần thì có hình dạng như một chiếc ngai vàng, cùng với luyến thần Seraphim và minh thần Cherubim. Các ngai thần không bao giờ ngủ mà liên tục canh giữ ngai tòa của Thiên Chúa. Các ngai thần dường như có mối quan hệ mật thiết với minh thần Cherubim. Khi các thiên thần hộ giá dừng lại, các bánh xe cũng dừng lại. Khi các thiên thần hộ giá cất mình lên, các bánh xe cũng cất lên theo, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ở trong các bánh xe, theo kiến thị của tiên tri Ezekiel. Thứ tư, quản thần Domination, thiên thần cai quản những thiên thần cấp dưới. Họ rất hiếm khi phải thân chinh xuất hiện trực tiếp với loài người. Nhiệm vụ chính của họ là gìn giữ vũ trụ, đi theo đúng quỹ đạo và ổn định cho cả thế giới bằng cách phù hộ cho những nhà cầm quyền của các quốc gia. Hình dạng của quản thần được cho là những thiên thần xinh đẹp, có hình dạng như con người nhưng sáng chói hơn rất nhiều. Họ có thể cầm những thứ vật dụng đẹp đẽ và hào quang phát ra từ các quyền trượng hoặc kiếm của họ càng khiến cho họ càng lộng lẫy. Tuy nhiên, họ chỉ có một cặp cánh lông vũ, không có 6 cánh như Seraphim hoặc Cherubim. Thứ năm, Viathan, hay còn gọi là Dũng Thần. Đây là những thiên thần quyền năng và có uy lực, là nhiệm vụ giám sát sự chuyển động của các ngôi sao, hành tinh, thiên thể và đảm bảo rằng vũ trụ này chuyển động theo đúng trật tự. Họ phò trợ và tăng cường sức mạnh cho những nhân vật tài năng dưới trần gian. Dũng Thần có sức mạnh, quyền năng và uy lực, là một trong những lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu và thi hành những việc phi thường trên thiên đàng. Thứ sáu, quyền thần Power. Những thiên thần này luôn giám sát sự phân chia quyền lực giữa nhân loại, gìn giữ ranh giới giữa thiên đàng và trần gian. Vì vậy, họ thường được ghi nhận là mặc áo giáp trụ, tay cầm gươm giáo hay xiềng xích. Quyền thần là những thiên thần chiến binh, họ trực tiếp chiến đấu hoặc trợ giúp các dũng thần trừ khử các thế lực đen tối và ma quỷ, chống lại những thế lực xấu xa và độc ác, đi ngược với trật tự quan phòng của Thiên Chúa. Thứ bảy, lãnh thần Principatus, thường được tạo hình mang một cây quyền trượng. Nhiệm vụ của họ là trợ giúp cho các nhà cầm quyền địa phương và gìn giữ thế giới vật chất, giám sát các nhóm người. Quyền năng của họ như quản thần Domination, nhưng ở phạm vi thấp hơn. Và đây, Archangel, hay còn gọi là tổng lãnh thiên thần. Mình chờ mãi tới giờ, hóa ra các vị tổng lãnh thiên thần nổi tiếng khắp gầm trời chỉ đứng thứ 8 trong hàng ngũ cửu phẩm thiên thần. Trong trận chiến thiên đường, Michael nổi lên là thiên thần được Thiên Chúa ban cho thanh gương và áo giáp vàng, cùng với chức vụ thống lãnh đạo binh thiên quốc đánh bại kẻ nổi loạn Lucifer. Ngoài tổng lãnh thiên thần Michael, còn có các vị tổng lãnh thiên thần khác như là Raphael và Raphael. Trong cuốn sách Tobias, khi tổng lãnh thiên thần Raphael nói với ông Tobias rằng: "Tôi là một trong 7 người hầu cận trước mặt Thiên Chúa." Từ đó chúng ta suy ra tổng lãnh thiên thần gồm có 7 người. 3 trong số 7 vị đó là Michael, Raphael và Raphael, còn các vị khác chưa được nhắc tới tên. Nhiệm vụ chính của các tổng lãnh thiên thần là truyền tin. Cuối cùng, thứ 9 là các Angel, hay còn gọi là thiên thần bản mệnh, là cấp độ thấp nhất của hệ thống cửu phẩm thiên thần và được biết đến nhiều nhất. Họ là những thiên thần siêu dễ thương, xinh đẹp, với nhiệm vụ theo dõi, bảo vệ và phù hộ một con người cụ thể nào đó. Và người ta luôn bảo rằng trên vai của mỗi người có một thiên thần và một ác quỷ, và luôn xui khiến họ làm những điều xấu và điều tốt. Như vậy, Top Nghe Nhìn đã cùng với mọi người tìm hiểu qua các cấp bậc của các cửu phẩm thiên thần. Và để các bạn dễ hiểu và hình dung hơn, mình xin tóm tắt lại như sau. Trong cửu phẩm thiên thần được chia làm 3 cấp, mỗi cấp có nhiệm vụ khác nhau. Cấp thứ nhất gồm có
Thiên thần tối cao Luyến thần Saraphin, Minh thần Charabin, Bệ thần Ophamin và Ngai thần Thoron. Nhiệm vụ chính của cấp thứ nhất là thờ phượng Thiên Chúa. Cấp thứ hai gồm có Quản thần Domination, Dũng thần Vestan và Quyền thần Bower. Nhiệm vụ chính của cấp thứ hai là cai quản thiên đường và toàn bộ vũ trụ. Cấp thứ ba gồm Lãnh thần Principatus và Tổng lãnh thiên thần Archangel và Thiên thần bản mệnh Angel. Nhiệm vụ chính của cấp thứ ba là sứ giả truyền tin của Thiên Chúa. Hoặc khi thiên đường gặp biến cố, họ sẽ cùng với cấp thứ hai trở thành lực lượng đạo binh thiên quốc chống lại các thế lực xấu xa. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên để lại một vài bình luận, nhấn share, like và subscribe kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.